Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Raft. Chúng ta đã quay trở lại căn cứ thân yêu. Ngày hôm nay ta sẽ chế tạo một cái Reforging Station. Mình muốn chúng ta chuẩn bị một vài thứ trước khi chúng ta lên đường đi xa thiệt xa. Và ta cần phải coi công thức của nó, để chúng ta còn chỉnh lại được những cái phần mà nó cộng thêm cho mình nữa. Nó đâu? Nó đây. Giờ ta coi công thức, nó sẽ cần phải có một đống sắt. Sắt đây. Làm cái này cảm thấy đau lòng quá. Chúng ta cần tới 3 khối sắt lận. Rồi đây, một cái đe. Có cái đe luôn. Và còn thiếu gì nữa? Hai miếng kia. Với lại một cái crafting table. Hai miếng kia cần phải lấy đá cuội. Và có con xương nó tới nó thí mạng kìa các bạn. Đá cuội đây. Giờ mình sẽ bỏ đá cuội vô nấu 3 cái. Và các bạn có thể thấy được là mình đứng ở đây rất là an toàn. Và chúng ta cho một chiêu. Muốn thí mạng đúng không? Đó. Thí mạng xong chưa? Đâu rồi? Ủa? Tự nhiên chạy ra đây. Chạy ra đây. Phải vậy mới được. Chúng ta tận dụng. Nó đâu rồi? Đánh đánh hồi nó đâu mất tiêu rồi. Văn đâu rồi? Không trúng. Không nghe tiếng. Ý. À xong rồi. Quá nhanh. Xong rồi. Được bộ đồ nữa. Bộ đồ này đem nấu lên luôn. Chúng ta sẽ được thêm vàng. Và con kia kìa. Ây da. Nó có khả năng hất tung nữa chứ. Cây này sát thương ghê lắm các bạn. Đã lắm. Ui da. Đó. Giỡn hả cưng. Tiếng gì đó. Tiếng gì đó. Tiếng gì đó. Ui ui ui. Đừng có sét đánh nha. Đừng giỡn nha. Nó tính lấy sét đánh mình. Và gì đây? Ủa? Sao chỗ này mất Twilight Forest rồi? Là sao? Rồi trở thành nước bình thường. Chúng ta có thể xử chuyện đó dễ dàng thôi. Bây giờ để coi. Chúng ta có được chain helmet luôn kìa. Nhưng mà áo kim cương có rồi. Ai xài đồ này đúng không? Quay lại đồ kim cương thôi. Qua bên đây bỏ vô. Mình sẽ bỏ này vô luôn. Và mình bỏ vô nấu hết cái phần than nữa rồi. Chúng ta làm thêm một đống than cái coi. Bỏ vô. Đó, phải vậy chứ. Chạy lên, nhanh thiệt nhanh. Và chúng ta sẽ có một đống than. Bấm vô, cất than vô. Rồi làm được cái này chưa? Còn thiếu cái crafting table. Cái bàn chế tạo. Nó đây. Lấy gỗ để làm bàn chế tạo. Và làm được cái reforging station. Đặt xuống. Cái này rất là quan trọng nha. Và bây giờ chúng ta bỏ cục obsidian vô đây luôn đi. Rồi mở lên coi. Cái này mình có thể chỉnh lại được. Ví dụ như bộ đồ với là cái cây này, nó bị giảm tốc độ. Chúng ta chỉnh lại. Và cây này sửa bằng gì ta? Sắt hả? Cây này đâu có chế tạo được đâu. Giờ sửa bằng gì? Sắt đúng không? Không bấm được. Nó không cho biết sửa bằng gì hết trơn hết á. Ủa vậy là mình phải chịu cây này nó có vậy hoài hả ta? Kỳ vậy? Chơi vậy đâu có được. Cái này làm bằng gì? Ủa sao có độ bền nữa? Là sao? Là sao? Ai cho tôi một câu trả lời? Kỳ nha. Kỳ nha. Sao nay có độ bền nữa? Móp phát có cập nhật không? Ủa mình nhớ đâu có cập nhật gì đâu ta. Sao nó có độ bền nữa? Ở đây đề không bao giờ hư mà, không bao giờ gãy mà. Là sao đây? Chuyện gì đã xảy ra? Hết hiểu luôn. Rồi, giờ chúng ta cần phải coi đồ trên đây. Nó giảm tốc độ mình xuống nè. Mình sẽ cần phải bỏ kim cương vô. Kim cương đâu? Kim cương thì ra ngoài biển tìm nhiều lắm. Cái này còn tạm được. Được thêm miếng áo giáp. Rồi ta có cái gì mà bị trừ không? Trừ thấy ghê luôn nè. Trừ tốc độ. Đổi. Tạm đi. Tại vì kim cương xài nhiều đau lòng quá. Nhìn thấy nó rất là đau lòng khi mà cục kim cương đó nó cho một cái gì đó. Nó có cái dấu đỏ chót luôn. Rồi chúng ta sẽ cần phải làm tiếp một cái nữa. Là một con pet. Với lại cho khả năng slow fall. Mình sẽ cần phải có con. Nó là con cù á. Sheep pet. Nó đây.
Thì con này chúng ta sẽ cần phải có những cái white wool, là những cái phần lông cừu, nhưng mà lông cừu mình chưa có. Cho nên mình sẽ làm một cách khác. Chúng ta sẽ cần phải đi lấy chỉ. Mình có 3 sợi chỉ ở đây. Bây giờ chúng ta làm luôn nhiều nhiều đi ha. Chúng ta sẽ làm ở đây 10 cái. Mình làm hấp bên bonsai á. Và có một cái chest ở ngoài đây luôn. Chúng ta sẽ cần phải làm chỉ. Chúng ta sản xuất chỉ từ trong nhà luôn cho nó khỏe. Bỏ vô. Hấp bên bonsai cần phải có hopper nữa. Và còn sắt không vậy? Còn 24 cái. Sắt. Đúng rồi. Cái đó nấu lên được sắt. Lấy xuống. Qua đây. Hai mấy cái nữa nè. Rồi cần phải có 2 cái chest. Đúng rồi đó. Làm thêm 2 cái chest nữa. Và 2 cái. Giờ đủ luôn. Bên đây cũng 2 cái. Và để bên kia đi. Tạm thời mình sẽ để nó ở đây. Mở lên. Hopping bonsai. Bỏ đất vô. Đất đâu? 2 cục đất. Còn đúng 2 cục luôn mới ngầu quá chứ. Rồi ta lấy 2 cái này nữa. Rồi bỏ lên đây. Bỏ lên đây. Lấy xuống. Bỏ vô. Chúng ta trồng chỉ. Rồi bây giờ nếu mà mình cũng có giấy, mình có thể trồng giấy luôn. Chúng ta coi paper bag sapling. Cái này cũng cho giấy. Và cái thân của nó là giấy luôn. Nên làm ta. Giờ còn có thể làm được. Mà phải ra ngoài kia lấy thêm mía. Rồi vậy để từ từ đi. Và chúng ta sẽ có bùm, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có chỉ không? Growing a bonsai tree. Hay quá. Ủa, chưa chuyển lên hấp bên bonsai hả? Hay ghê. Đập ra một cái. Chuyển lên thành hấp bên bonsai chứ. Nãy quên luôn. Vô vậy mới được. Nó phải có thêm một cái đường tự chạy xuống nữa. Ai mà ngồi ở đó chặt từng cây làm gì. Đó. Bỏ vô. Mọc cũng nhanh đó. Nhưng mà không có ào ào thôi. Rồi nó sẽ mọc lên thôi. Và chúng ta có cái gì trong đây? Bonsai tree. Twilight forest bên đây. Bonsai tree đâu? Chưa có. Giờ nhìn vô. Nó sẽ có obsidian, flint and steel qua đây. Nether star. 10 cái nether star. Rồi. Như vậy là muốn có được con pet thì chúng ta cần phải treo mái chờ. Nó sản xuất thật là nhiều chỉ. Và nó chuẩn bị lớn lên trăm trăm. Ta được 2 sợi chỉ. Cố gắng lên. Rồi bây giờ chúng ta cần phải ăn một cái. Ăn thêm cái nữa. Rồi để mình mở lại bên đây. Nó còn kêu chúng ta làm mấy cái bandage. Mấy cái đồ để chúng ta có thể chữa vết thương. Rồi nó có nhiều chỗ. Lên đây. Bây giờ mình muốn chúng ta phải có một cái con gì đó để có thể đi tới đi lui nhanh chóng. Thì chắc là phải đi lấy những cái cọng lông cừu ở bên kia quá. Mình đã quay trở lại hòn đảo mà chúng ta có những bé cừu. Thì chúng ta sẽ cần phải lấy lông cừu. Ta cần phải có 6 bộ lông cừu màu trắng. Bây giờ không có con màu trắng. Thì có thể lấy con màu đỏ cũng được. Hoặc là những cái con màu khác. Có con nhỏ không à? Ăn cái đi. Ăn lớn cái coi. Con kia nó chưa có lông lại. Và nãy mình thấy có một cái con màu gì đó bên đây. Đó, có một con. Chắc phải qua đó lấy đỡ quá. Màu này chúng ta về nhuộm lại cũng hơi bị mệt á. Giờ này muốn nhuộm lại được không? Nhớ là màu này hình như không có nhuộm lại được nha. Chỉ có màu trắng thôi. Chơi vậy nó mới ác. Vậy là phải đi sâu vô trong cái khu rừng này rồi. Khu rừng này thiệt là ghê. Nhìn nó quá hùng vĩ luôn. Bên trong này có gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đi khám phá. Và có mấy con chó sói. Và có một ngọn núi cao thiệt cao. Đó là núi gì vậy? Ta đang nhìn xung quanh đi kiếm thêm những con cừu. Và nó có cái gì ở đây? Có chỗ để chúng ta rớt xuống mất máu chơi. Rồi bên kia nó có mấy cái bí ngô kìa. Ta đang dòm xung quanh rất là dữ dội. Và có một cái ngôi nhà. Nhìn có vẻ như là nhà của một bậc thầy phù thủy đó nha. Rồi chúng ta sẽ qua bển liền. Qua bển tầm sư học đạo. Học phép thuật. Và có con cừu đen hả? À không, con heo đen. Heo mọi. Heo đen thui luôn. Rồi đi qua bển. Và có cái cục gì bên đó nữa kìa. Có hai cục gì đó nhìn lạ lạ. Đi coi khám phá liền. Bên kia. Giờ ở đây nhiều mấy cái trái bí ngô ghê ha.
qua đây nhìn. Mình đang dòm toàn bộ cái khu vực rộng lớn, đẹp đẽ, xanh tươi này. Và chúng ta thấy có ngôi nhà đặc biệt mọc ở giữa một cái đồng không mông quạnh. Đóng cửa. Ai sống ở đây? Wow. Có gì ở đây không? À, có. Đây nè, phải không? Nãy nó vừa thông báo gì đó. Rồi, ai sống ở đây? Chúng ta lên trển coi. Wow, sư phụ! Ngộ Không tới đây. Sư phụ làm gì trên đây? Sư phụ đổi cuốn sách, sự mua cuốn sách này lấy được 5 cái này hả? Và đây là cái Tome of Arcana cấp độ Master luôn kìa. Nó có thể xài để nâng cấp. Và nó cần phải có cái nhẫn Astro Diamond. Ê, kim cương chứ không phải. Nhẫn gì nhẫn? Kim cương. Đây là cái phép triệu hồi zombie. Conjure Block. Có những cái phép dành cho mới nhập môn nữa nè các bạn. Và có cái bàn nè. Cái bàn này rất là cần thiết nè. Có nên làm điều này hay không? Boom. You will regret that. À, ổng chơi mình. Dám lấy cắm trong nhà sư phụ hả con? Chạy đi. Giỡn hả? Dám lấy đồ trong nhà sư phụ hả? Hay lắm. Hay là ổng không dí á. Ổng cũng không có chơi tuyệt chiêu gì khủng khiếp. Ổng mới làm mù thôi à. Và có con gì vậy? Ổng mới chúng ta mới bị bắn mù chúng ta thôi à. Dám lấy đồ nhà sư phụ hả? Cái bàn này chế tạo cũng không có mắc lắm đâu. Ủa bàn ở đâu rồi? Ủa gì vậy? Thì tự nhiên cái áo mình rớt dưới. Cái bàn này chúng ta coi. Chúng ta cần phải tắt cái short tin đi. Chúng ta coi short tin đó, inventory short tin đi, bỏ đi. Để chúng ta coi được công thức của cái bàn này. Nó sẽ cần phải có crystal, những cái miếng pha lê. Rồi lapis là Juli. Rồi có thêm lông cừu để làm thảm. Và nói chung là không khó, nhưng mà thôi lấy được lấy luôn đi. Có chỗ lấy mà tội gì không lấy. Rồi ta qua bên cái ngôi nhà hoang coi. Nhà hoang có gì đây? Và có mấy con cừu bên kia nữa kìa. À, có đường đi xuống không? Không có, mà có cái khao trên. Và mấy này mình cũng muốn lấy nữa. Ê, 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 sâu dữ vậy? Cho tôi xuống sâu quá. Lên. Đây ghê quá, tôi không muốn ở nữa đâu. Tôi muốn đi lên. Và có mấy này quan trọng nè. Mấy cái cục Monstone nè. Ai dạ. Đập một cái gãy luôn rồi. Mấy cục đó nhiều khi hiếm có lắm. Với lại mấy cục này cũng hiếm nè. Mấy cục gạch á. Và có gì bên kia kìa các bạn. Đây là gì? Wow. Đã nha. Phát hiện. Rồi chúng ta tìm được một kho tàng ở khu nhà hoang. Bên đây có gì? Điên vòng coi thử nữa. Có gì đây không? Không có. Đây là mấy cái nhà hoang thôi. Trên này có gì không? Trên này có cái anvil lấy. Có cái đe. Lấy về xài. Rồi mình sẽ mở cái thùng. Cái thùng này là common thôi. Cấp độ bình thường thôi. 1, 2, 3. Chúng ta được cái kiếm. Wow, cái kiếm màu đỏ nhìn ngầu dữ ta. Butcher play. Làm gì? Hút máu. Nó sẽ hút máu theo sát thương gây ra. Như vậy là chúng ta có thể hồi lại máu. Tuyệt vời. Giờ mình nhìn qua nhìn lại. Mình kiếm con cừu trắng. Chúng ta cần có 6 bộ lông cừu trắng. Bây giờ có 5 bộ rồi. Có con cừu trắng nào nữa không? Cừu trắng kìa. Lấy. Và chúng ta được thêm một bộ lông cừu trắng. Sẵn đây lấy thêm lông cừu trắng. Và lông cừu đỏ thì bỏ qua một bên. Có con cừu trắng kìa. Vui. Và bên kia lại có nhà của một ông sư phụ khác. Sư phụ, hãy dạy đệ tử tiệt chiêu đi. Nhớ lần này đừng có lấy đồ nhà ông nữa nha. Ông điên lên, ông biết ông làm gì nữa đó. Nhiều khi ông liều mạng luôn đó. Ê, hai ba nhà luôn. Đây một cái, kia một cái nữa. Giờ trời tối rồi, sư phụ cho vô nghỉ ngơi cái sư phụ ơi. Cho con ngủ ở dưới này hả? Ông ngủ ở trển hả? Ông kìa. Ghê quá. Ông bán tùm lum đồ ở trơn đó. Mà thôi đừng đụng gì tới nhà ổng nữa. Không, ổng liều mạng thiệt á. Giờ chúng ta đi ngủ một cái. Mình không muốn đi vào ban đêm. Nguy hiểm lắm. Chúng ta đi vào ban ngày cho nó thoải mái. Chúng ta đi khám phá xung quanh mà. Rồi bên đó có gì nữa không? Đây có gì? Đây có nước thôi. Và bên kia có những cái cây nhìn thiệt lạ. Và có mấy con lừa kìa. Nó con lừa. Rồi nhìn một vòng.
đi thẳng tới. Chắc đi thẳng qua nhà ông sư phụ đó luôn quá. Có gì ghê gớm đây không? Bởi vậy mình mới cần phải có một cái con gì đó có thể bay được nhanh. Bây giờ chúng ta có thể về chế tạo rồi đó. Nhưng mà mình muốn đi khám phá thêm chút xíu. Chúng ta có được một phần đất để chúng ta có thể đi khám phá sâu hơn. Có gì ở bên đó nhìn quen quen, có thể là chỗ của một người nào đó và có một cái phế tích bên kia nữa kìa. Nhiều chỗ quá ha. Tòa tháp của ông sư phụ thôi. Rồi đây là tổ kiến đúng không? Nhìn giống tổ kiến vậy. Nest block. Nó nằm kế bên luôn. Đây là cái trứng rồng. Tập ra lấy về. Chuẩn bị biến thành kỵ sĩ rồng. Giờ cất vô. Đã quá, thêm một cái trứng rồng nữa. Chúng ta có Forest Dragon. Là con rồng này nó ở trong rừng. Rồi đi qua bển. Có một cái cửa. Thì cái cửa này chúng ta cũng đã đi rồi. Để bữa nào mình mạnh mẽ hơn đi, thì mình đi khám phá cho nó thoải mái. Giờ mình qua đây coi. Đây là cái gì? Đây là cái cầu bắc qua một cái vực. Và cái vực sâu bên dưới nó có mấy cục gì đó, nhìn nó cũng hơi ghê. Và bên kia chúng ta có dùng giống như đầm lầy vậy đó. Nó có cái gì ở đây vậy? Terracotter hả? Đây là cái gì? Sao nước màu ghê vậy? Nước màu đậm dữ ha. Chúng ta đi một vòng khám phá một cái. Và có cái cục gì vậy? Ngọn núi hả? Ngọn núi. Nhìn nó tròn vo à. Rồi chúng ta bên dưới này có gì không? Đi thẳng tới cái nữa. Có mấy con gà. Thì gà này nó là một loại gà bình thường thôi. Trong này hình như nó không có bản mod chicken. Chính xác. Nghĩa là con gà này nó khác màu thôi, chứ không phải là những cái con gà của bản mod chicken nó đẻ tùm lum. Đừng có chạy, đi bộ vừa phải thôi. Giờ không biết là chạy một phát á hả, lọt hố của mấy tên thợ săn nữa. Mới nói chạy liền thấy không? Giờ ta đi thử bên này coi. Giờ ngựa thường là không có chơi, phải chơi ngựa xịn. Ngựa biết bay kìa, mới chơi. Nhìn khung cảnh quá đẹp luôn. Có thể nói là quá đẹp. Rồi đây là lên núi rồi nè. Lên núi tầm sư học đạo luôn. Có ai không? Cho tầm sư học đạo cái coi. Không có. Và có con gì ở bển kìa. Cho sói vậy. Cho sói đủ màu hết. Sói xám, sói trắng. Rồi đi qua bên này nhìn. Wow. Chúng ta hãy tới chút xíu nữa. Mình đang cách nhà cỡ 1000 mấy mét. Đó. Cỡ 2000 mét luôn rồi đó. Cách xa lắm. Đi rất là xa. Và có cái gì bên kia nhìn thấy ghê quá vậy. Đó là một cái cây và có một tòa tháp ở bên. Giờ này đánh tháp luôn hả? Xông vô. Chơi tới luôn. Không sợ. Xông lên. Chúng ta coi có cái cây màu tím kìa. Cái đó là phải cái dùng Tented Land không vậy? Nhìn giống ghê á. Chúng ta vô trỏng coi. Chúng ta bước vô cái biome gì đây? Hay là cái vùng đất gì đây? Vùng đất này có vẻ tăm tối. Swampland. Spooky. Nghe là biết tăm tối rồi đó. Rồi bên kia có gì? Có mấy con cóc, con ếch gì đó. Rồi nhìn qua một hơi. Những cái cây này nhìn thiệt là âm u quá. Bởi vậy mới gọi là spooky. Bên dưới đó có gì không? Hang động. Và ta qua cái tòa tháp coi. Tòa tháp này có gì? Wow. Tòa tháp đẹp quá. Rồi đường vô đâu? Đường vô, đường vô. Tìm đường vô, nhanh lên. Ở đây phải không? Có bẫy không? Vô phải cẩn thận. Có bẫy nữa. Và nó có gì bên đây? Nó dẫn chúng ta đi lên. Nó lại dẫn chúng ta đi lên nữa. Và có con zombie. Gì vậy? Rồi đập nó. Đập nó. Rồi nó lại đi lên nữa. Phía bên trên đó sẽ có gì đây? Chúng ta đi lên càng lúc càng cao. Lên phía trên tòa tháp và có cái chậu để rửa mặt cho nó tỉnh. Để lên trên đây rửa mặt thôi. Nghĩa là sáng sớm bạn có thể lên trên đây rửa mặt.
Rồi sau đó là một cái lip the face. Ây da, chàng ơi, đâu có tính nhảy xuống đâu. Nói vậy thôi chứ ai lip the face ở đây? Đâu có đóng rơm nào đâu, lip the face. Ở trong đó nó chỉ có vậy thôi sao? Nó chỉ có một cái cầu thang ở giữa đưa chúng ta đi lên mà thôi. Mình nghĩ là chúng ta nên quay về được rồi đó. Tại vì mình đang cần phải đi thuần phục con Pegasus, con ngựa có cánh. Giờ ta đi qua bên đây coi một cái. Wow, có những cái cây đẹp quá ha. Vẫn còn muốn ham vui thêm chút xíu nữa. Rồi chúng ta đi về. Có gì chưa, có gì chưa? Ta đang đi khám phá những cái cây thiệt đẹp luôn á. Trên này có gì? Wow. À, một cái tháp nữa kìa. Chúng ta lấy đồ ăn ra. Vẫn còn đồ ăn cho nên cố gắng đi thêm chút xíu. Rồi bên kia có ngựa. Rồi có một cái vùng giống như vùng đồng cỏ. Ta đi xuống đây trước đi. Có bầy chó sói. Và có ngôi nhà kìa. Ê, ê, ê. Đằng kia, đằng kia. Đằng kia, thôi, 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 thôi. Cho em về. Bye bye, anh Đại. Thiệt, thấy anh Đại rồi. Chưa gì vỗ cánh khạc lửa lên tới đây luôn mới ghê. Chúng ta đi về đi cho nó chắc cú. Mới không bỏ xác lại gì anh Đại nữa. Mệt lắm. Anh Đại đó làm căng lắm các bạn. Hở chút ra là chơi à. Dữ lắm. Rồi chúng ta sẽ cần phải có con sheep pet. Con này ăn gì? Con này ăn lúa mì. Rồi nó còn cần phải có. Ủa, đây, sao mà không có được. Còn thêm thỏi vàng nữa. Thêm thỏi vàng, thêm thỏi vàng. Một thỏi vàng. Beng, lấy thỏi vàng xuống. Tuyệt vời. Pet beginner. Dành cho người mới nhập môn. Để chơi mấy con thú nhà bông. Chúng ta cất mấy này vô nha. Rồi cái này chúng ta để xuống luôn đi. Có cái bàn từ chỗ ông sư phụ nè. Cảm ơn ông sư phụ nhiều lắm luôn á. Cái này thì mình sẽ cần phải có cây wand. Là một cái cây gãy phép. Đũa thần. Gãy phép. Rồi chúng ta cần phải có tiệc chiêu luôn rồi. Cái này up đồ lên. Có cái gì up đồ lên hôm bữa đâu rồi. Đây. Widget armor. Rồi có spellbook không? Ủa sao không có cuốn spellbook nào hết trơn vậy? Đây là skillbook. Cái này bỏ vô đây nè. Chúng ta có thể coi được cây này có 700 mana. Cấp độ là Novi. Lên tới Apprentice. Thì mình có thể nâng chiêu một cái. Chúng ta nâng vô đây, add level vô. Rồi bấm vô đây. Còn thiếu. Nó còn cần gì? Phải có 5 cấp độ luôn. Có con thuần luồn kìa. Nó vừa xuất hiện. Và mình sẽ qua chỗ mấy cái con ngựa. Chúng ta sẽ thuần hóa con ngựa đó. Sau khi đã có được con pet sheep. Ý, con sheep pet chứ. Là con thú nhồi bông. Đây là con cù. Nó sẽ giúp cho chúng ta rớt xuống từ từ. Không có bị rớt cái ạch. Chết luôn giống như mấy bữa. Bởi rớt như trái mít rụng vậy đó. Rồi lên đây. Chắc phải ngủ quá à. Ngủ. Không muốn cũng phải ngủ nữa. Bây giờ trời tối là không thể nào thuần hóa ngựa được hết. Giờ vô chơi mấy cái. Bé Pegasus ơi. Nhảy lên. Đó. Chẳng thà thả xuống ngay từ đầu. Còn bài đặt bay cao thì cao lên 9 tầng mây nữa. Đây độ cao nhiêu vậy? 170 mấy. Mình buông tay, buông chuột, buông bàn phím ra hết rồi. Và nó có thả mình xuống chưa? Có. Ê bấm lại. Bấm lại liền. Đâu rồi, đâu rồi? Giỡn hả? Không cho cưng quăng tôi xuống đâu. Không cho là không cho. Tôi nói không cho mà dễ gì. Chúng ta có slow fall đó các bạn. Nghĩa là rất từ từ. Rồi xong. Rồi chết rồi. Nó bay luôn rồi sao? Nó có bay luôn không? Chúng ta rất từ từ. Quá đã. Mình cũng lấy thêm bột xương để mình bỏ vô. Đặng chúng ta có thêm thiệt là nhiều những cây lúa mì cầm theo. Rồi cưng có bay lên không? Bây giờ cưng không bay lên là cưng chìm xuống luôn đó. Cưng có biết không? Hả? Nó dứt khoát nó muốn chìm với mình. Này chơi kỳ. Chơi mà chơi chích chìm. Đi lên. Nãy bay không được. Thấy không ăn được cái vụ mà bay lên rồi. Cho nên phải chơi nhấn chìm mình. Chơi kỳ. Đưa vô bờ đi. Đưa vô bờ. Đó. Đó. Yêu thích rồi. Yêu thích rồi là khỏe. Yêu thích rồi. Gì vậy? Ủa gì vậy, gì vậy? Sao yêu thích rồi cũng đẩy xuống nữa là sao? À tại vì nó chìm. Con này tự nhiên để ra đây. Bị chìm làm gì? Đi vô con ơi. Đi vô. Đừng có chết chìm. Đó, chúng ta có thể bay được nè. Đã chưa?
Đây là gọi là gì ta? Pegasus này, kỵ sĩ cưỡi ngựa có cánh, bay luôn, cầm rìu chiến. Ai ngon thì vô đây, cho một búa. Rồi không? Ê, ê, bấm lộn, bấm lộn. Rồi xong, ê, ê, rồi xong. Hên quá, hên quá. Bấm lộn chiêu nó chém con ngựa làm chúng ta rớt xuống. Không được để như vậy. Và chúng ta có thể bay qua đây. Ngựa yêu dấu của ta ơi. Con này không phải xích thố rồi. Đây, chúng ta có một cái trứng rồng nữa. Moonlight Dragon. Lấy, mang về. Rồi đi tiếp. Trên này có gì đặc biệt nữa không? Có mấy cái đó thôi. Rồi, đã quá. Và chúng ta qua chơi con kiến. Đừng có bấm ship nha. Con kiến. Con kiến nè, con kiến nè. Mimax. Mimax hả cưng? Hồi sao nó nhiều máu quá vậy? Thôi nó chơi mình rồi. Chạy. Có chiêu gì không? Không thấy có chiêu gì hết trơn hết á. Chỉ có thể bay thôi các bạn. Chúng ta đang bay về một cái nơi vô định nào đó. Chúng ta đang đi thẳng về phía trước. Giờ không biết phía trước có gì luôn. Cứ đi thẳng về phía trước đi. Rồi ta sẽ thấy bờ bến lạ đâu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ rồi. Trên đây nó còn mấy con thú nhà bông nữa nè. Lên trển. Có con gì bảo vệ không? Có bảo vệ, có quỷ lửa bảo vệ. Thấy rồi. Và ơi, ơi, ơi. Có quỷ lửa bảo vệ. Ao ao. Trái ngựa tôi rồi. Trái ngựa. Chơi kỳ. Chơi mà chơi đốt lửa trái ngựa người ta. Rồi người ta lên lấy đồ. Rồi giọt. Bye bye nha. Không tiện. Và lên khám phá trên cao kia. Trên bầu trời cao kia. Còn gì cho chúng ta có thể khám phá. Khi đã có ngựa rồi. Là muốn đi lên trời là đi. Có mấy con ngựa này xịn vậy đó. Và bông không à. Có cái này chắc đáng giá nhất trong mớ bông đó. Rồi mình thấy trên kia còn gì nữa kìa. Phải con thú nhồi bông không? Nghi lắm. Thú nhồi bông đúng không? Nó triệu hồi con gì vậy? Nó triệu hồi con gì? Mà tại sao chỉ có cái nón mà thôi? Đi ra, đi ra. Ây da, đi ra. Có con gà kìa. Con pet gà. Rồi mình vừa xử lý tụi nó. Nó rớt ra cái gì đó. Nó rớt ra một vài cuốn sách. Và con ngựa nó gần hết máu rồi. Đi qua bển chơi hơi nguy hiểm. Chắc chúng ta có thể qua nhanh. Qua nhanh cái đi. Nhảy xuống. Mở lên. Và chúng ta có được một cái music disc. Một cái đĩa nhạc. Lấy. Rồi bye bye nha. Đáng lẽ là lấy thêm cái chest đó về luôn á. Nhưng mà thôi. Cái chest đó hết chỗ rồi. Cái chest đó đập ra lâu. Cho nên không có lấy được. Và chúng ta bay lên cao quá. Đúng là 9 tầng mây thiệt. Và ta đang ở đâu rồi? Ở đây hả? Nãy mình đi khám phá lên tuốt trên này luôn nè. Chúng ta có thể sử dụng con ngựa đi khám phá. Nhưng mà chỉ có một vấn đề bây giờ á. Là khi bạn đi khám phá với nó. Rồi bạn bấm cái con pet nhà. Con thú nhà bông nhà quay về. Thì nó lại không có về theo mình. Cho nên mình phải quay về một cái. Và mình vừa phát hiện ở đây nó có một cái thùng. Chúng ta ra coi. Thùng có chứa gì đặc biệt. Có một cái gì đó. Wow. 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 Đã quá. Lấy. Chừng chờ gì nữa mà không lấy. Ngại ngùng gì. Nhìn cây này thôi không nói nhiều. Chúng ta có thể sửa chữa bằng kinh nghiệm. Có được độ may mắn cấp độ 1. Và độ hiệu quả cấp độ 5. Quá đã. Còn chần chờ gì nữa mà không lấy. Bởi vậy mới nói. Rồi mình nhìn thấy có một cái chết ở bên đó. Và có cái chết bên đây đối diện. Chúng ta qua bển coi thử. Qua bển, qua bển. Chúng ta có chết trên đây nãy không có chú ý. Rồi ta có gì đây. Mấy cái này cũng bình thường. Sign rune. Mấy này khỏi lấy cũng được. Khi khác quay lại lấy. Khi khác đi. Bây giờ quay về cái đã. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Ngựa yêu. Thiệt tình. Để cho đập mặt vô tường rồi. Các bạn coi nó bay kìa. Tại vì chúng ta bấm cái phím cách á. Cái nó nhảy lên á. Cái nó
bóc đầu luôn. Chúng ta đã về tới nhà, quăng con ngựa xuống. Ở ngoài đó ngoan nghe cưng, đừng có bay đi đâu nha. Để tôi vô trong này một cái. Ta cần phải chế tạo thiệt nhanh một cái golden lasso, một cái để có thể bắt được những cái con đó. Ta cần phải có 4 chỉ, 9 chỉ. Và ta lấy thêm cái này hả? Cái này chắc phải nấu đó, đó quá à. Khỏi cần nấu luôn, nhưng mà có thể nấu được. Rồi làm luôn đi, bấm công thức thôi. 8 cấp độ, không đủ. Chết tôi. Tôi cho cấp độ trong kia hết rồi. Bây giờ nó chạy ra rồi. Nhưng mà không sao, không sao. Chuyện cấp độ là chuyện dễ xử. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được con ngựa thần có cánh để có thể đi khám phá xung quanh rồi đó. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.